này nó vừa qua cống các bạn. Quá mưa rồi. Đây là khu vực cống bảy cửa và những chiếc phà rất là lớn đang đi qua đây khu vực này nha, được đẩy bởi những chiếc tàu đầu kéo à. Đây là chiếc tàu đầu kéo đang đón một chiếc phà rất là lớn qua cống các bạn. Tàu đầu kéo mang thành phố Sài Gòn. Một chiếc nữa nè. Và chúng ta xem hai chiếc tàu đầu kéo sẽ đưa cái phà chở một chiếc cần cẩu rất là lớn các bạn đi qua cống. Hai bên có anh hai em xi nhan nha, chạy lui là quá khó luôn, chạy tới là đẩy còn khó, bây giờ điều khiển mà lui các bạn kinh nghiệm khủng khiếp lắm mới chạy được như thế này các bạn ơi. Sẽ ngược lại với lại đẩy lên nha. Bây giờ nước đang đổ ngược. Tàu đầu kéo hiện giờ đang điều chỉnh ga tốc độ và điều chỉnh lái để cho cái phà nó lọt. Phà này chiều ngang 9,5 m á. Quá lớn. Này mà không lọt thì nó dính giữa cống luôn. Hết rồi trời. Hả bên mà bắt. Ừ. À,
ngã vậy vô. Qua được rồi nha quý vị, quá hay. Chúng ta xem chiếc xe và xà lan qua đây khi mà cổng đảm bảo an toàn nha.